không có hệ thống bám đuổi khách hàng, một trong các nguyên nhân chính khiến cho chi phí quảng cáo của chúng ta luôn tăng cao. Và nhất là chúng ta đang ở trong những sản phẩm và dịch vụ giá cao. Nếu anh chị là chủ doanh nghiệp, những người đang bán những sản phẩm và dịch vụ có giá từ 3 cho tới 5 triệu trở lên và mình đang bán hàng thông qua việc nhắn tin và gọi điện tư vấn, thì đây là cái video mà anh chị có thể xem, nơi Winner92 có thể chia sẻ cho anh chị cách thức để có thể gia tăng được cái phần lợi nhuận bán hàng và giảm đi cái chi phí marketing bằng hệ thống chăm sóc khách hàng online và có kế hoạch. Để có thể mở rộng thị trường, chạy quảng cáo ở quy mô lớn hơn và gia tăng doanh số thì anh chị cần có một quy trình bám đuổi khách hàng đúng. Và trên đây màn hình của anh chị đang thấy đó là một cái quy trình mà nó được vận hành ở tổ chức doanh nghiệp mà bán sản phẩm từ 3 cho tới tầm 5 triệu trở lên. Và đây sẽ là cái chiến lược mà nhiều người người ta sử dụng. Và mọi người hãy xem hết video này nhé. Các lý do khiến cho bài quảng cáo của chúng ta không hiệu quả đó là chúng ta không bám đuổi và không liên hệ được khách hàng, hay có thể nói là chúng ta không có chiến lược xử lý từ chối mua hàng. Nó sẽ giống như thế này. Khi chúng ta chạy quảng cáo, việc đầu tiên chúng ta tiếp cận được khách hàng đó là xin được thông tin liên hệ sau này, ví dụ như email hoặc là số điện thoại. Việc này sẽ là công tác chuẩn bị. Nếu như khách hàng người ta chuyển sang trạng thái là từ chối mua hàng, chúng ta sẽ có những cái chiến lược phù hợp với họ để sau này chúng ta có thể thuyết phục người ta mua hàng trước khi chúng ta bán hàng cho họ. Một cái lỗi mà Winner92 đã thấy khi làm việc với một số anh chị em học viên của team Winner92 đó là những cái dòng tin nhắn khi khách hàng vừa nhắn tin là anh chị sẽ vô vập hỏi thông tin và hỏi tình huống, hỏi sản phẩm như thế này. Điều đó sẽ khiến cho khách hàng người ta dè chừng và sau đó sẽ khiến cho khách hàng người ta rời đi và không mua hàng rất nhiều. Và nhất là trong cái thời điểm suy thoái kinh tế, mọi người đều rất cân nhắc khi sử dụng đồng tiền của mình. Việc đầu tiên mọi người hãy làm bạn, sau đó hãy bàn và bán. Và cái mẹ mà Winner92 thường xuyên sử dụng và hướng các học viên của mình áp dụng để thực hành để có được số điện thoại của khách hàng đó là lôi kéo họ sang sử dụng Zalo. Vì khi người ta sang Zalo, người ta bắt buộc sẽ cấp thông tin số điện thoại Zalo cho mình. Mình có thể lấy một số cái lý do, ví dụ như là hình ảnh của tôi nó không đẹp khi gửi qua Facebook, hoặc là video của tôi sẽ không gửi được trên Facebook, vì vậy hãy kết bạn Zalo để tôi có thể gửi bạn chi tiết sản phẩm mẫu mã của chúng tôi. Từ đó bạn có thể có được số khách hàng để phục vụ cho những vấn đề remarketing sau này, hoặc là có những chiến dịch upsell, hoặc là để xử lý nếu như người ta từ chối và chúng ta sẽ chăm sóc họ vào một thời điểm khác phù hợp. Và nếu như chúng ta liên hệ họ một lần họ không nghe máy và chúng ta không liên hệ họ nữa thì chúng ta đã mất rất nhiều khách hàng tiềm năng. Vì câu chuyện ở đây là sẽ có những người chúng ta phải gọi từ 3 cho tới 5 lần, thậm chí là 7 lần, chúng ta phải email liên tục từ 5 cho tới 10 lần thì người ta mới tiến hành đó là xem xét thông tin và người ta liên hệ với mình ở một cái thời điểm người ta thấy thoải mái và dễ xuống tiền hơn. Bên cạnh đó sẽ có một số anh chị nói rằng là SMS không hiệu quả, email không hiệu quả, gọi điện nhiều lần thì người ta chặn số, và điều này thì nó khiến cho cái chi phí quảng cáo của chúng ta nó tăng cao thay vì là tăng doanh số bán hàng. Nhưng khoan, đó là đối với những anh chị chưa biết một cái quy trình làm sao để chúng ta tiếp cận được cái niềm tin của khách hàng. Anh chị nên nhớ rằng đầu tiên hãy làm bạn, sau đó bàn, tiếp tục hãy đến bán. Thay vì đó, cái việc là anh chị gọi điện trực tiếp xông thẳng vào người ta và báo là chúng tôi đang bán hàng thì thật sự rất khó để khách hàng người ta có thể mua được đơn hàng cho anh chị. Vì thế tại đây Winner92 sẽ thiết lập cho anh chị một cái sơ đồ mind map hình dung đơn giản để anh chị có được cái chiến lược riêng dành cho doanh nghiệp của mình bằng hình ảnh trên trang. Anh chị xem qua cái hình ảnh này nhé. Rồi, và nếu như anh chị để lại nhiều cái ý kiến, nhiều cái bình luận của anh chị ở cái video này, Winner92 sẽ làm một cái video dài hơn, chi tiết hơn, đầy đủ bán hàng, chăm sóc khách hàng trên fanpage. Và bên cạnh đó sẽ là quy trình xử lý từ chối bán hàng để anh chị và em mình có một cái kế hoạch làm sao đó thu lưới được nhiều nhất có thể. Và Winner92 đã áp dụng cái quy trình này tăng 20% doanh thu đối với khách hàng tiềm năng, có nghĩa là những người người ta đã không mua hàng của mình trong lần nhắn tin đầu tiên. Thực chiến thành công. Và rất mong nhận được cái sự ủng hộ của anh chị em mình trong cái video ngày hôm nay. Bye bye anh chị. Hẹn gặp anh chị trong những nội dung hay hơn trên kênh Winner92. Và nhớ rằng nếu như anh chị có bất cứ thắc mắc nào, hãy comment xuống bên dưới. Winner92 sẽ làm những video chi tiết để hướng dẫn anh chị em mình. Bye bye anh chị nhé. Anh em nhớ cho Winner92 một like, một follow anh em nhé. Đó là niềm động lực của Winner92 đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em.